Thank you.
trang phục nghệ thuật. Tiếp nối chương trình, sau đây xin được mời quý vị và các em nhỏ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai nghệ sĩ hài hước của thủ đô Hà Nội, Bảo Lộc và Tuấn Đạt. Mỏi quá ngồi về đứng vỉa hè rồi. Thank you.
Thank you.